trồng mới 3.000 ha rừng sản xuất nâng tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2023 đạt trên 58,5%. Đó là mục tiêu tỉnh Lào Cai đặt ra trong năm 2023. Hiện các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đã tổ chức vệ sinh vườn ươm, khai thông rãnh nước, củng cố lại mái che, chuẩn bị các điều kiện về đất đóng bầu, thu mua hạt giống, đóng bầu được khoảng 25 triệu bầu cây để phục vụ sản xuất cây giống năm 2023 lào cai đang đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp kinh tế đồi rừng gắn với quản lý bảo vệ rừng bền vững vùng thấp phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp khu vực vùng cao đẩy mạnh bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên rừng phòng hộ bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển du lịch lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái